Sài Gòn ở với em một tuần á. Chị đi công tác trong Âu chỉ một tuần thôi. Chị không muốn mẹ ở nhà một mình. Mà này, từ Tết đến giờ em chưa gặp mẹ đâu ấy nhá. Sao? Em có nhắc gì không? Nó nhớ món ăn mẹ nấu đấy. Ở trên cao này sướng nhỉ? Dạ. Sao bếp mà chả có nồi niêu nấu nướng gì cả? Con hay ăn ở ngoài lắm phải? Mẹ đã bảo rồi, đừng ăn ở ngoài không tốt đâu, có hại cho sức khỏe đấy. Rồi... Mẹ, con bận lắm, con làm gì có thời gian đâu. À, này, tối nay mẹ nấu cơm, con về sớm nhé. Mẹ sẽ nấu món... Mẹ, bây giờ con phải đi ngay rồi. Có gì con sẽ gọi điện cho mẹ sau mẹ nhé. Con chào mẹ. Phương ơi, gian sáng này con. Phương ơi, con đang họp. Ừ, mẹ biết rồi. Hôm nay mẹ nấu món canh cá chua đấy. Con về nhé. À, tối nay con đi làm về trễ lắm, mẹ đừng có đợi con. Mẹ cứ ăn cơm trước đi. Hai, em còn phải lo cho cuộc sống riêng của em chứ. Giờ em chẳng làm được cái gì hết chỉ vì mẹ đang ở đây này. Dự án diễn ra không như mong đợi, nhưng bọn chị chờ thêm một thời gian. Sorry. Mà mẹ ở đây với em cũng buồn. Em bận quá, chẳng đưa mẹ đi đâu chơi được hết. Mẹ ơi, con trễ rồi à? Hôm nay mẹ đừng có đợi con ăn cơm nha. Lọ Yến mẹ đưa con hôm trước, con không kịp uống. Mẹ thấy con làm việc vất vả, mẹ thương lắm. Luôn tự hào về con gái mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã nặng gánh cho con những ngày qua. Mẹ yêu con lắm.
Chuyến xe cuối cùng về Nha Trang chạy chưa ạ? Chuyến cuối mình mới đi 15 phút rồi em ơi.